Đây là món chả bắp này các bạn. Chả bắp rất ngon. Các bé rất thích nha. Các bé rất thích chả bắp này. Bếp cô Tư xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ các bạn món chả lụa bắp nha các bạn. Nguyên liệu gồm có ở đây là 150 cà ram bắp. Bắp đỏ mình đã bào ra nha các bạn. Mình lấy dao bào mình bào ra. Ở đây là một muỗng bột năng, một muỗng bột mì, một muỗng ăn canh nha. Ở đây có một muỗng cà phê tiêu mình đã rang sơ rồi nha các bạn. 400 cà ram. Đây là 400 cà ram đậu hũ mình đã mua đem về mình luộc rồi mình vắt cho ráo rồi. Ở đây là 300 cà ram mọc. Bây giờ với gia vị thông thường đường muối bột ngọt nha. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi xay mọc. Đi xay mọc với đậu hũ trước. Bây giờ trước tiên mình sẽ cắt giò sống ra nha bạn. Giò sống cũng là mọc mà mọc cũng là giò sống nha. Giờ mình cắt ra hết. Bây giờ giò sống mình đã cắt ra phân nửa nha các bạn. Mình làm hai loại chả nha. Đậu hũ thì 4 miếng. 400 gram thì 4 miếng. Bây giờ mình lấy là cái này là 350. 350 gram mình lấy phân nửa. Rồi đậu hũ mình cũng lấy phân nửa. Bây giờ mình sẽ cho bắp vào luôn. Cái này 150 gram bắp. Mình sẽ cho vào phân nửa luôn. Rồi bây giờ bột mình trộn đều lên. Cái này là một muỗng canh bột năng, một muỗng canh bột mì. Mình sẽ trộn đều lên mình cho nha. Bữa nay mình làm một chả bắp nhưng mà mình là một loại xay và một loại để nguyên hộp. Bây giờ mình múc ra đây một muỗng. Đây là còn là một muỗng dư chút xíu mình cho vào đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây gia vị luôn. Cho vào nửa muỗng cà phê bột nêm. Mình cho vào một chút xíu bột hành. Chút xíu bột tỏi. Khoảng một muỗng cà phê bột, một muỗng cà phê đường nha các bạn, đường nước nha. Các bạn không có đường nước thì các bạn có thể là mình cho đường cát cũng được. Chút bột nêm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình xay thôi. Bây giờ mình đã xay rồi, bây giờ mình cho tôi tiêu và mình trộn nha, mình cho phân nửa. Bây giờ mình đã xay xong rồi. Mình sẽ cho vào cái bọc nha. Cái này chả bắp mà cái này là bắp mình xay nha các bạn. Bây giờ mình đã sẽ bỏ ra bọc rồi nha. Mình sẽ để đây. Mình sẽ xay tiếp nha các bạn. Bây giờ đậu hũ mình sẽ bỏ vào. Bây giờ mình cắt xong rồi, mình sẽ bỏ bột vào tiếp. Cho vào nửa muỗng cà phê bột nêm.
1/3 muỗng bột tỏi, 1/3 muỗng bột hành, 1 tí xíu dầu ăn, khoảng 1 muỗng cà phê. Cho vào khoảng 1 muỗng cà phê đường nha các bạn. Đường nước nha. Rồi bây giờ mình sẽ xay. Bây giờ mình xay xong rồi, bây giờ mình sẽ cho bắp vào nha. Văng hơi chín một tiêu. Tiêu vào. Giá này các bạn phải thấm dầu, thấm thấu dầm rồi dầu nó dính dữ lắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình đã trộn đều rồi nha các bạn. Chả bắp này thì các bạn thích làm mặn chút xíu thì làm, còn cái này mình làm nó mặn mặn mà nó ngọt ngọt như các bạn, với bắp nó cũng đã ngọt sẵn rồi. Các bạn làm xong vậy thì các bạn cứ nêm nếm lại nha. Nếu mà có thiếu độ mặn ngọt hay cái gì mà các bạn thích thì các bạn thêm nha. Bây giờ mình sẽ cho vào bọc luôn. Bây giờ mình đã làm xong rồi, đây là bắp còn hột nha các bạn. Ở đây là bắp mình đã xay ra, mình làm hai thứ mình coi thử cái nào ngon hơn nha. Bọc này là bọc thực phẩm chịu nhiệt nha các bạn, mình mua trong siêu thị. Nếu các bạn kỹ ở nhà thì các bạn có thể là lấy lá chuối các bạn làm nha. Mình ở đây thì làm bọc này, các bạn có thể là lấy lá chuối các bạn làm cũng được, đâu có không sao hết. Các bạn thấy nắng nè, mình lấy cọng thun mình cột lại. Cái này mình lấy dây thực phẩm mình cuột lại nha các bạn, cái dây thực phẩm cuột luôn vậy. Giờ mình sẽ cắt ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước mình bỏ vào, mình hấp. Mình vọng gì cho nó dẻ lại nha các bạn. Nếu các bạn gói bằng lá chuối á, thì các bạn có thể là mình gói vô bịch ni lông này rồi mình bỏ vào tủ lạnh nha. Bỏ vào để cho nó định hình lại xong các bạn hãy gói lá chuối nó mới dễ nha. Còn giờ nó rất là nhão, nó rất là mềm luôn. Mình bận công việc quá mình không có làm như vậy nên mình làm luôn như vậy. Tại vì cái da bọc bao thực phẩm này là nó rất là chắc luôn nha. Mình đã có gói qua rồi. Thấy vậy chứ gói sướng lắm. Gói nó chắc, nó ôm cái đòn chả của mình. Rồi. Các bạn cứ xe nhẹ cột rồi cho chắc là được rồi. Bây giờ mình đã gói sẵn rồi các bạn. Cái cây mà bắp còn nguyên hộp thì nửa ký, còn cái cây này bắp sai thì có 400 g thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi lên mình hấp. Bây giờ mình đã bắt lên nồi nè các bạn.
cái nồi mình cho cái dĩ vào mình hấp thôi, mình không có cho cái dĩ cái sửng ở trên. Cái sửng ở trên hấp lâu lắm nên mình cho vậy mình hấp. Hấp khoảng chừng 50 phút nha các bạn. Hấp 50 phút là chín, chín ra rồi mình để nguội. Nguội xong rồi mình sẽ xắt ra cho các bạn tham khảo thử nha. Các bạn nhớ hấp cho từ nước sôi cho tới chín là 50 phút nha. Bây giờ chả bắp mình đã hấp chín rồi các bạn. Đây là hai cây. Hai cây chả bắp, một cây là chả bắp mình bào, một cây là mình sẽ xay nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn tham khảo nha. Bây giờ chả bắp mình đã cắt ra nè các bạn. Một bên đây là bắp mình xay nha. Bên này bắp mình xay nè. Nó không có dai như là chả lụa chay nha các bạn. Tại vì nó có đậu hũ. Còn nếu các bạn mà thích mà nó dai thật dai thì mình chỉ làm bằng mộc. Mộc sống, mộc chay. Và mình trộn bắp vô là nó sẽ có độ dai nhiều hơn. Còn này mình làm có đậu hũ để cho em bé nó dễ ăn á. Tại vì Tết nay mấy đứa cháu nội mình, cháu ngoại mình nó về á. Nó còn nhỏ nhỏ 3-4 tuổi không, mình làm vậy để chiên cho nó ăn vậy. Còn nó không ăn vậy thì mình sẽ chiên lên, chiên lên cho nó chấm tương nó ăn nha. Bây giờ mình đã làm hoàn thành rồi, bây giờ mình sẽ chiên lại nha các bạn. Các bạn để gì ăn cũng được, nó rất là ngọt. Nó ngọt cái vị bắp đó, ngọt vị bắp. Bây giờ mình sẽ bắt chảo để mình chiên. Bây giờ mình bắt chảo dầu lên, dầu cũng chảo dầu cũng đã nóng rồi. Mình sẽ cho bắp vào mình chiên. Ăn này nó có ngọt bắp rất ngon các bạn. Nhưng mà mình cũng nói trước là nó sẽ không có dai như là chả lụa nha. Nó sẽ bột bột. Tại vì mình có trộn đậu hũ vô có cái độ mềm để cho mấy đứa trẻ nó dễ ăn á. Rồi mình chiên mấy miếng thôi. Bây giờ món chả bắp của mình đã hoàn thành rồi các bạn thấy không? Rất là ngon nhưng mà nó mềm nhưng mà nó không có dai như là chả lụa mà nó dai hơn đậu hũ nha. Tại này mình làm có đậu hũ nít nó rất là phái ăn, nó ngọt lắm các bạn, chứ không có mặn như chả kia. Nó ngọt mà ngọt vừa, ngọt mặn mặn thôi. Đây mình có thể là chấm với tương ớt mình ăn hoặc là để gì ăn không cũng ngon nha. Thôi mình xin chào các bạn nha, chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Chả bắp rất là đơn giản, dễ làm nha các bạn. Mình xin chào, chúc cái Tết này gia đình mình được ăn Tết vui vẻ nha.